Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hùng Béo và Kim Ngân vợ Hùng Béo. Hôm nay tôi có một đôi chút tâm tình đến quý khán thính giả. Chắc quý khán thính giả cũng còn nhớ cách đây vài tháng Kim Ngân có làm một clip. Lúc đó là đi ăn nhà hàng để nói là chuẩn bị làm chương trình trên YouTube. Thưa quý khán giả, tôi có nói với Kim Ngân rất nhiều lần, mở YouTube đi. Sau này có quảng cáo thì có đôi chút mà giúp đỡ cho ai đó mà Kim Ngân muốn. Thế là chương trình đó đó, Kim Ngân nói vậy phải đầu tư chứ. Hùng Béo phải đầu tư cho Kim Ngân. Tôi nói đầu tư thì gì đâu, dễ mà. Em đã có điện thoại trong tay nè, em có đủ thứ hết rồi, cần quay phim nè, em chỉ cần quay xong rồi bây giờ em tải lên thôi, đầu tư gì? Kim Ngân nói không được, đầu tiên là phải đi ăn để chuẩn bị tinh thần mở kênh rồi đi ăn mở kênh xong rồi mỗi một clip mà Kim Ngân quay á, chuẩn bị á, thì anh phải đầu tư tài chánh. Em mời người này, em làm cái nọ là anh phải bỏ tiền ra trước. Anh bỏ tiền ra nào là phải đi ăn á, thì phải trả tiền đi ăn. Làm cái clip này á, chuẩn bị nguyên liệu là anh phải trả tiền. Tôi nói em làm mà gì kỳ vậy nha. Một clip của em may ra được có hôm nào mà lớn lắm là 70-80 xu à. Thế em làm như vậy là em đòi hỏi như vậy là nó tới khoảng chừng 5 triệu, tức là khoảng 200 đô. Thì anh lỗ sặc gạch anh chứ còn cái gì nữa. Clip mà em làm thì là phải ít nhất là 200 clip mới bằng được có một bữa này bữa nọ của em, hoặc là mua đầu tư vật liệu. Quý khán giả biết trước đây Kim Ngân muốn làm xà bông organic và nói với tôi là bây giờ em nghiên cứu rồi, giờ em muốn làm xà bông organic, anh bỏ tiền là anh đầu tư đi. Tôi đâu có chịu, tự nhiên cái lô tiền để mà đi làm xà bông organic tôi không biết như thế nào, thực sự lúc đó tôi cũng không có hiểu. Cái cô nàng mới mang cái chuyện này ra mới hù tôi. Anh mà không bỏ tiền ra đầu tư thì em có hai chỉ vàng. Hai chỉ vàng này là hai chỉ vàng mà cô nàng dành dụm đi làm trước đây khi cưới tôi về, mang về. Thì nói em bỏ tiền ra, em lấy hai chỉ vàng này em đầu tư, em có lời thì tính sau, còn em không có lời lỗ thì người ta nói là anh keo kiệt với vợ. Tôi thấy như thế tôi mới nói là chịu thua. Thế bây giờ rồi, các vật dụng sao hết, bỏ tiền ra cho em đầu tư em làm gì đó đi. Thế cô nàng mới làm đủ thứ hết nha. Rồi cuối cùng là sao? Thành công. Làm ra được xà bông organic, tôi cũng vui mừng và hãnh diện lắm. Nhưng tính cô nàng này hay lắm. Làm xong rồi bảo, thôi giờ em không làm nữa. Sao vậy? Em nghiên cứu đủ rồi, vậy là xong rồi, em biết vậy là em làm đúng rồi. Trời ơi là trời, bao nhiêu công sức và tiền bạc của anh đổ ra để làm gì? Thì anh đổ ra thì đổ ra thôi. Anh đổ ra để cho em biết rằng là em có thể làm được, em tự tin vào em. Cảm ơn anh nha. À, kiểu như vậy đâu. Rồi hở một chút xíu, thí dụ như là muốn nghĩ gì đó, thấy Đắk Nông đẹp mà anh không làm thì em nhịn ăn, nhịn uống và em lấy hai chỉ vàng của em ra em đầu tư ở Đắk Nông. Biết nhịn ăn được bao nhiêu mỗi ngày nhưng mà chỉ biết là lấy hai chỉ vàng là hù thôi. Thế là phải tìm bằng mọi cách là mượn tiền, vay tiền đủ thứ để mà mua ở Đắk Nông. Rồi mua xong rồi thì tôi lại thấy rằng là có lý, lên trên đó ở luôn. Thế là dọn luôn, bây giờ là dọn luôn lên trên, sắp sửa chuẩn bị dọn lên trên Đắk Nông nha. Rồi bây giờ đó thì nói rằng là đồng ý mở kênh YouTube. Quý khán giả biết là ngoài cái bữa ăn đó ra để mà khai mạc, sau đó đó hả, yêu cầu tôi đầu tư đủ thứ hết. Đầu tư 5 triệu, 3 triệu, chuyện này chuyện nọ, quay clip mà không đưa lên.
Hỏi sao bảo hư rồi, xấu lắm. Em quay cái này cái mặt em không đẹp. Rồi em quay cái này nó làm sao thôi. Cái nội dung nó cũng kỳ lắm, em không được. Lần nào cũng vậy. Thế là tôi lỗ nặng. Tôi lỗ nặng chứ không phải là lỗ nhẹ nữa, lỗ nặng. Tôi nói bây giờ nếu mà như vậy thì chắc là chỉ có học máu tôi thôi. Thế hôm kia nó cô nàng thấy tôi nói, có người hỏi sao em nói làm clip YouTube mà em không có làm gì hết. Em thất lời hứa với người ta, chứ không phải là thất hứa với anh đâu nha, thất hứa với khán giả. Cô nàng thấy như vậy thì tôi thấy đêm hôm đó cô nàng lục đục. Thế hôm sau nói là cho em làm, nhưng mà thôi có 1 phút với anh à, anh coi thử có được không. Cái cô nàng làm bằng tiếng Anh chứ không phải là bằng tiếng Việt, tiếng bằng tiếng Anh mà tưởng sao chứ, tưởng có 1 phút à, rồi ngưng luôn. Mới thử có 1 phút à, ngưng. Đây là cái phút đó nha. Hello everyone, we didn't meet for a long time. Do you miss me? So today I want to share about me. Why I don't speak Vietnamese? Why a long time do not make a video? So let me share a little bit. When I speak Vietnamese, I'm very shy. Actually, I don't know how to describe my feeling. So I want to speak English, but to be honestly, I'm not good to be rudent. When I make a video before, I read a lot of comments, but I know that everybody give me so much love, but when I read a negative word for my people doesn't like me, I was stressful and I don't want to make any video, but my husband always frown on me, so I don't want to make him upset. So now I can come back to make a new video for some people who love me. Là 1 phút hơn chút xíu gì đó mà cô nàng làm. Cô nàng mới mang ra hỏi tôi như vậy có được không anh? Vậy em tiếp tục làm, tôi nói được. Thế cô nàng nói ok, từ từ nha. Tôi biết tính rồi, tôi bảo chứ gửi qua cho anh coi lại đi. Tại vì tôi biết là nếu mà tôi không có lấy clip đó đó thì sẽ không bao giờ có đăng lên cái gì nữa hết. Tôi biết trước gì đó. Thế là cô nàng hỏi bạn bè, clip này được không? Tiếp tục làm không? Chỉ cần có một câu chê thôi, ôi trời, giọng tiếng Anh không có chuẩn, thế là cúp luôn, hết làm, không làm nữa. Nửa đường như vậy thôi, nửa đường. Nửa đường xong là không có làm. Chỉ cần có một lời chê thôi là nửa đường không có làm. Thế trong nội dung clip mà cô nàng làm bằng tiếng Anh, cô nàng nói cái gì? Nói là à, trước giờ đó là không có làm, xấu hổ lắm vì tôi mắc cỡ, I'm shy ha. Và tôi tính làm tiếng Việt nhưng rồi tôi cũng mắc cỡ quá cho nên tôi mới làm bằng tiếng Anh thử, thử bằng tiếng Anh. Thế rồi thử bằng tiếng Anh, chồng tôi rất là tự tin về tôi nhưng mà tôi không biết có được không, tự hào về tôi, đó là chồng của tôi, còn tôi không biết làm sao. Mà đúng như vậy, chút xíu đó là bắt đầu là hỏi người này người nọ, ta bảo là lắm thầy thì thối ma, đúng y hệt như vậy. Thế là làm chỉ có 1 phút đó là ngưng thôi. Tôi nói làm tiếp đi để tôi biên tập lại rồi đưa lên. Không, vậy xong rồi đó. Xong. Không béo có làm gì, làm từng đó là xong rồi, hết rồi. Chỉ nội dung chỉ từng đó thôi. Là ấy, là nói rằng là tại sao tôi ngưng thời gian, tôi chưa có muốn, bây giờ tôi làm bằng tiếng Anh, thấy có được không, này nọ. Nhưng mà quý khán giả biết không, cô nàng có năng khiếu, chứ không phải là không có năng khiếu. Làm thì còn chuyên nghiệp hơn tôi, nó biết rap phim rồi nốt nhạc đủ thứ hết. Nhạc nào được rap, không được rap thì cô nàng biết, còn tôi nhiều khi không biết. Có năng khiếu nhưng không chịu làm. Rồi tôi sáng nay mới nói là chứ, đó thấy chưa, em cứ làm nửa đường rồi em bỏ không à, đâu có được. Này là người ta nói kỳ lắm, nói không, đợi nó đi. Mai mốt em lên trên Đắk Nông em sẽ làm. Cứ mai mốt thôi. Họ hứa, hứa tương lai. Này là hứa tương lai thôi, lúc nào cũng tương lai hết.
nên sẽ không bao giờ có. Tôi biết trước cái gì, cho nên may cho tôi là tôi đã, xin lỗi chứ phải là chữ lừa, tôi đã gài đồ rồi tôi lấy được cái đoạn đó. Tôi lấy được cái đoạn đó, cô nàng muốn lấy lại tôi cũng trả cho nó. Bây giờ tôi làm clip, tôi làm chương trình, tôi đưa lên. Đó là tâm tình thật gửi đến quý khán giả. Tại sao Kim Ngân làm nửa đường không ạ? Cái gì cũng nửa đường đó nè. Làm xà bông gì, xà bông organic thành công xong, hết xong. Làm bánh trung thu mà kiểu của cô nàng rất là ngon. Ăn bánh trung thu đó uống với nước trà tôi thích lắm. Nhưng mà làm xong rồi đó, một đợt thôi, bỏ lần đợt thứ hai. Nhất là cái kỳ trung thu kỳ này nè, kỳ này hôm nay là trung thu nè. Thì thôi không làm nữa, làm biến rồi. Lạ vậy đấy chứ, cứ thích là như vậy, rồi không thích nữa thôi ngừng. Bỏ tiền ra đầu tư cho đã xong rồi thì ngưng. Cái vụ mà gọi là bánh trung thu cũng phải bỏ bao nhiêu tiền ra để cho cô nàng, đầu tư cô nàng nghiên cứu đủ thứ hết xong rồi thì ngưng. Tôi lỗ học máu tôi luôn. Rồi nghiên cứu về Yến. Trời ơi là trời, Yến thì lại mắc nữa, tôi biết bao nhiêu tiền mà cuối cùng cũng ngưng. Rồi xà bông organic thành công xong cũng ngưng. Nghiên cứu về Yến ngon lắm nha, làm rất là tuyệt vời. Nhưng rồi thành công xong rồi tôi bảo đưa clip về, bảo thôi không lên đưa. Đã vậy đó. Chết thằng béo rồi, kỳ này cứ đầu tư vô là không có bao giờ mà có cái gì trở lại hết. May mà còn có một phút để mà còn thưa chuyện với quý khán giả, tâm tình như thế. Nói vậy thôi, chứ tôi tin tưởng rằng chắc lên Đắk Nông cô nàng cũng sẽ làm một cái gì đó. Thí dụ như là làm Yến, làm cái gì đó không biết. Nhưng mà cô nàng này là một con người có năng khiếu, nghiên cứu cái gì thì cũng nghiên cứu đến nơi đến chốn. Nghiên cứu tiếng Việt, tiếng Anh được, cô nàng nói được tiếng Anh và hiểu tiếng Anh nên tôi không có ngại chuyện đó, tha hồ mà nghiên cứu. Mỗi lần như vậy là bỏ ra 5-10 triệu, mười mấy 20 triệu thôi, không có gì hết. Xin gửi đến quý khán thính giả tâm tình hôm nay như thế. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả, góc nhìn của Hùng Béo nè và của Kim Ngân. Đó, thấy không, hôm nay cô nàng làm một phút đàng hoàng nha, bằng tiếng Anh đó. Hẹn gặp quý khán thính giả trong chương trình sau.